Các cụ ạ, em bỏ cuộc rồi nhưng mà khả năng em lại quay lại em đút. Mắt nó phải ra thì thôi. Nó đang ra rồi. Hú! À. Đấy. Em cho nó phải ra các cụ. Nó đang ra rồi. Kiểu gì thì nó cũng phải ra hôm nay. Không ra không được với em. Bực mình rồi. Đấy, em quay cho mọi người nhé. Đó, em cứ tưởng là nó vào cái lỗ nó vào kia, nó lại không vào, nó cứ ra cái cửa dưới này cơ. Đây này, em mọi người nhìn em đốt ở trong này này. Tối ở đấy đấy, thấy chưa? Cái điếu thuốc lá đấy nó cứ quạt đến đâu nó sáng rực lên đấy. Đấy, em đốt cho nó phải ra. Không ra không ổn. Hôm nay không bắt được chúng mày thì không về nữa. Xem như nào. Nó lại chui ra ở dưới. Em cũng chưa hiểu. Đấy các cụ ạ. Bình thường người ta bắt trụ điện là người ta hay bắt là người ta cứ thổi ở dưới thì nó sẽ cắm hương ở dưới nó sẽ ra. Nhưng ở đây này lại vào cửa trên mà lại ra cửa dưới. Đây này, nó bò đây này mọi người này. Thấy chưa? Đấy, nó đang bò ra đấy. Chắc chắn nó phải ra các cụ. Em chơi chiêu này, đây các cụ thấy chưa? Khói nó thông ở đây rồi. Thôi thì không bắt được mày thì cho mày ra mày làm tổ mới. Đấy. Tổ này chắc là nó cũng mới đến đây cho nên là đấy, nó đang ra đấy mọi người ạ. Thấy không? Đấy, nó bò lại mả ra này. Tổ này không bắt được thì phải cho nó ra để nó làm chỗ khác. Đây này. À, nó ra nó đậu hết lên đây rồi. Đây. Ít quần lắm mọi người ạ. Thôi em cho nó ra đi, cho là em không bắt đàn này đâu. Vì đàn này quân nó ít cho nên là nó chả bõ. Bắt về nó không bõ nuôi. Nó phải nhiều cơ thì mình mới bõ nuôi. Ít nhất nó phải đừng cầu đầy đầy thì mới lấy về. Bây giờ nó ít như này, nó chả đừng cầu thì không bõ. Thì thôi em đuổi cho nó ra nhé. Cho nó ra đi. Quay cho nó xem cho mọi người xem này. Đấy. Thuốc lá nó cứ quạt đỏ rực cái kia rồi. Chắc chắn là nó phải ra. Buộc phải chui ra thì không thể ở yên được. Giờ em sẽ để nguyên cái tripod em quay cho mọi người xem nó đang ra đấy mọi người ạ. Em chắc chắn là tổ này nó sẽ ra hết. Chỉ có điều là nó cơ bản là em đốt lửa thì nó bị chết. Nên bây giờ em chơi cái bài là em oánh thuốc lá em táng vào nó quạt nó gió nó thổi lên. Đấy, nó đang bò ra đấy. Đàn này nó cũng ít quân thôi. Lúc đầu thấy nó tấp nập vậy cứ tưởng nó vào nhiều. Ừ.
Đây này. Cái bài này có vẻ hiệu quả mọi người ạ. Đây. Đấy, đây là khói nó xông ra đây này. Mọi người thấy khói chưa? Đấy, nó thổi khói lên là nó sẽ ra hết. Em chủ quan, em nghĩ không biết nó nhiều ít. Còn cái này mà đúng thực ra mà mọi người mà có cái ít cái lấy cái hương hương cúng cho mình, cái hương 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 thơm đấy, đốt khoảng 5 que chọc vào thì ra bằng kỹ hết luôn. Nhưng thôi được rồi, hôm nay em đốt bằng thuốc lá này nó cũng phải ra, không ra không được với mấy em. Vì đằng nào em cũng đã làm kinh thiên động địa đến nó rồi, cho nên em buộc nó phải ra các cụ ạ. Cho nó ra đi, cho nó làm tổ mới. Cứ xuống đến đầu nó quạt đến đấy là bắt đầu cái thuốc kia nó cứ thế nó thò khói là nó cháy, nó bốc ngược kìa mọi người thấy chưa. Cho nên nó không thể ở được nữa rồi. Hôm nay mà em chỉ cần em mang đi độ dăm cái que hương thì nó ra lâu rồi, nhưng mà vì em mãi đi em quên mất không mang đi. Đây nhá, con ong này nhá, cái tập tính của nó mọi người nhá, nó cứ ra bao giờ thế. Nó ra là nó sẽ dồn quân đây này. Đấy. Nó dồn quân vào đây, sau đó là khi nào mà con tướng nó ra, thì nó sẽ dồn hết quân vào. Và khi nào mà nó dồn đủ quân hết vào thì bắt đầu là con tướng nó bay đi thì nó sẽ bay đi chỗ khác nhá. Đấy. Thì cái tổ này nếu nó ra như này thì chắc chắn là sáng mai nó sẽ vẫn đậu ở đây. Đấy. Chắc chắn là sáng mai nó sẽ đậu ở đây. Sau khi nó đậu ở đây thì bắt đầu là nó sẽ có một số con ong thợ nó sẽ đi, nó gọi là nó đi nó tìm cái chỗ ở mới. Đấy, sau khi nó tìm chỗ ở mới xong thì bắt đầu nó về nó báo, nó như kiểu mình đi tìm được cái nhà mới rồi thì mình bắt đầu mình di chuyển nhà. Thì đấy là cái đặc tính của con ong. Thì đây là cái video này em chia sẻ với mọi người, nếu mà muốn bắt ong rừng hoặc là nó ở trong cột điện ấy, thì là cái cách chúng ta sẽ bắt như vậy. Nhưng rút kinh nghiệm lần sau mà em đi, nếu em có thì em sẽ mang hương đi. Đấy, chứ không đánh bằng thuốc lá như này nữa. Hương nó sẽ ra rất là nhanh mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy nó ra chưa? Nó phải ra chứ nó không thể ở được.
không biết là con chúa nó ra chưa. Nên em lên đây em tìm con chúa nhá. Chắc là em nghĩ con chúa nó chưa ra đâu. Con chúa bao giờ nó ra nó sẽ bò lởn vởn ở bên ngoài này luôn mọi người này. Đấy. Nó ra nó gọi là nó dồn quân. Đấy. Dồn quân, sau khi nó dồn quân thì bắt đầu là nó mới bay đi chỗ khác. Thì đấy là cái tập tính của con ong như vậy. Đó, đây này, nó dồn hết vào đây rồi. Em ngồi đây em chờ xem là nó có ra không. Nó ra em bắt con chúa cho mọi người xem nhé. Nếu mà em thấy đàn này nói chung nó cũng mới về thôi, cho nên là ông trẻ, ông thợ non nó còn rất là nhiều đây. Mọi người nhìn bò này nó không bay được. Chắc là nó cũng không nhiều quân lắm đâu. Cứ bò lản mản nhiều con nó không bay được, những con đấy là con ong non nhé mọi người nhé. Chưa, nó chưa biết bay cho nên là bây giờ nó chỉ bò ra thôi. Thực ra nếu mà ong nó chia đàn hay ong bốc bay thì em bắt nó dễ thôi, nhưng mà cái đàn này nó lại trong gốc cây mà nó lại hôm nay mang không mang theo cái đồ gì, cho nên là lúc nãy là cái video trước này em đã bỏ cuộc rồi. Nhưng mà video này thôi em đã bỏ cuộc, nhưng mà em lại cố tình quay lại, em quay để cho mọi người xem nó ra như thế nào. À một tí nữa. Đấy, nó đang ra đấy mọi người ạ. Chưa thấy con tướng đâu. Thực ra người ta nuôi ong người ta gọi là con tướng, nhưng mà thực ra nó là con ong cái, con ong nó đẻ ra con ong thợ, đẻ ra con ong đực. Thế còn con ong chúa là con ong, hay là thường thường là theo kỹ thuật nuôi ong thì người ta gọi là con ong chúa. Con ong chúa thực ra nó là con ong cái. Nó đẻ ra con ong thợ, nó đẻ ra con ong đực. Và con ong chúa này nó có nhiệm vụ là nó tiết ra cái chất nó gọi là pheromone để nó dẫn dụ những cái con ong thợ. Cho nên là nó điều hành những con ong thợ này, nó điều hành những con ong thợ này nhá. Đấy. Thì đấy là nói về con ong chúa. Thế còn con ong đực thì nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đến cái mùa, bắt đầu con mùa mà nó chuẩn bị đàn ong nó mạnh lên. Tức là cái này nó cũng do cái tập tính, khi nào con ong chúa nó cảm nhận thấy cái đàn mà nó quá đông, nó chật, nó như kiểu nhà mình nó chật rồi, thì bắt đầu nó sẽ sinh ra, nó đẻ ra cái con ong đực. Và con ong đực thì nó sẽ nằm ở phần phía dưới của cái bánh tổ, phần dưới cùng. Đấy, khi nào mà nó nở ra được nhiều ong đực thì bắt đầu là nó sẽ đắp mũ chúa. Đấy, khi nó đắp được cái mũ chúa trong vòng tầm độ khoảng tùy, nếu nó đông thì khoảng 4-5 hôm là bắt đầu là con ong chúa già nó sẽ bay đi để nó phân đàn. Đấy. Thì cái đàn ở lại, cái con chúa đấy nó sẽ nở ra. Đấy. Sau khi nó nở ra thì nó sẽ đi thụ tinh và nó lại tiếp tục nó sinh sản ở cái tổ đó. Còn con ong già này nó sẽ đi một nơi khác để nó thành lập một cái đàn mới. Thì đấy là cái đàn ong nó chia đàn. Thì cũng tranh thủ cái lúc này đây em ngồi đây em quay cho mọi người xem, thì em cũng giới thiệu sơ qua cho mọi người biết. Thế còn con ong đực thì nó có mỗi một nhiệm vụ duy nhất, đó là nó chỉ có phối giống cho con ong cái, con ong chúa thôi. Mà con ong này thì nó thường là nó sống khoảng 60 ngày sau thì nó sẽ chết. Nó có mỗi một nhiệm vụ là nó phối giống, còn nó không lấy mật đâu mọi người ạ. Lấy mật phải là con ong thợ nhé. Đấy.
Thực ra thì nói về cái con ong này, cái tổ chức của một đàn ong nó rất là chặt chẽ luôn đấy mọi người ạ. Nó phân công điều động nhiệm vụ nó rất là hay. Nó giống như là gia đình của chúng ta ấy. Con ong non mà khi mới nở ra thì nó có nhiệm vụ là nó dọn những cái bánh tổ ấy. Nó dọn những cái lỗ sau khi mà nó nở ra thì nó lại quay lại con ong non, nó sẽ dọn cái đó đi. Nhưng như kiểu đứa trẻ con nó phải quét nhà ấy. Đấy. Sau khi nó trưởng thành lên 10, không biết là mình nhớ, tôi nhớ không nhầm, nhưng khoảng 19 hay 17, 19 ngày thì bắt đầu là nó sẽ đi lấy mật. Đấy. Và nó lấy mật trong một thời gian tầm độ khoảng 40-45 ngày thì bắt đầu là nó cũng quay về, nó trông tổ, nó như kiểu là người già mình về nhà, người già trông nhà ở nhà ấy. Đấy. Cho nên mọi người đến xem cái tổ ong là hay thấy có rất là nhiều những cái con ong nó cứ đậu ở cái cửa tổ ấy. Thì đấy chính là những con ong già, nó đen hơn và nó như kiểu nó làm nhiệm vụ, nó canh gác cái tổ đấy. Đấy, ví dụ như là đàn ong, ví dụ như con ong của đàn khác lạ vào thì nó sẽ cắn những cái con ong đó. Đấy, thì đấy là nhiệm vụ của từng con ong một. Thì chắc chắn là sẽ có một cái bài em sẽ giới thiệu đầy đủ về cái con đó, sinh học của con ong mật, thời gian trứng bao nhiêu, thời gian nhộng bao nhiêu, rồi thời gian nó bao nhiêu ngày nó dọn vệ sinh tổ, bao nhiêu ngày thì nó lấy mật và bao nhiêu ngày thì nó sẽ chết. Thì hôm nay chỉ ngồi đây tranh thủ vừa ngồi vừa nói chuyện với mọi người vậy thôi. Thì đấy. Đấy nhá mọi người nhá, nó vẫn đang tiếp tục nó ra nhá mọi người nhá. Đấy. Nó ra đến đâu thì nó bắt đầu nó tụ tập hết lên đây rồi đây này. Đấy. Em ngồi, em cố em ngồi để em chờ, em bắt cho mọi người xem con ong chúa, nhưng mà em cứ ngồi đây một tí nữa. Nếu như mà nó chưa ra được thì chắc chắn là hôm nay nó không ra thì sáng mai nó sẽ ra. Đấy. Thì đấy, nó vẫn ra nha mọi người nhé. Nó ra, nó tụ tập hết lên đây này. Đấy. Có lẽ là nó cũng muộn muộn rồi. Thì cái nội dung video ngày hôm nay em chia sẻ với mọi người ở đây nhé. Thì đàn ong này nó cũng rất ít quân, cho nên chính vì vậy mà nếu nó đông thì chắc chắn là sáng mai em sẽ quay bài em lấy cái tổ ong này. Nhưng mà nó ít quân cho nên là thôi em sẽ bỏ đi, em không lấy nữa. Thì em để cho nó tự nó ra, nó sinh sản, nó sinh sống ở môi trường tự nhiên nhé. Em chờ bây giờ thì cũng không bắt được con chúa rồi. Vì giờ này cũng không thấy nó ra. Đấy. Cho nên là thôi thì em đành phải xin phép mọi người, hẹn mọi người video sau nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người những video sau nhé.